Ôi, xin chào toàn thể tất cả anh em đến kênh kẹo chì của shop Ngọc Trinh PCP. Anh em mua hàng ấy, trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0829411281 giúp em. Đấy, thì trước khi giới thiệu về sản phẩm thì em nói rõ luôn hình thức giao dịch bên nhà em thì nhận hàng thì thanh toán kẹo và cành, không kiểm, không xem hàng giúp em. Anh em cảm thấy tin tưởng anh em đặt mua hàng mà không tin tưởng có thể đi shop khác tham khảo và trải nghiệm dần. Nói chung là mẫu em quay như nào em sẽ gửi hàng cho em như vậy, chứ không quay một kiểu gửi một kiểu, cam kết đúng hàng đúng mẫu mã chuẩn size luôn cho anh em. Thì hôm nay lên cho anh em cái cành thanh lý, vài cái cành thanh lý giá siêu rẻ luôn bên nhà em cho anh em chơi và trải nghiệm. Thì cành thanh lý bây giờ hiện tại là đang còn, em thanh lý cho anh em 3 cành 10 inch thanh lý với giá là 500.000 một cái. Đấy, thanh lý giá 500.000 một cái cho anh em là nhanh tay. Thì loại này thì cái cành này là cành không vuông chứ không phải không tròn. Đấy, anh em nhìn nó không vuông không phải không tròn. Nói chung là loại này thì cứ bắn 40-50 mét là rất là ok, nhưng mà phải tùy theo anh em căn chỉnh. Đấy, tùy theo anh em căn chỉnh nha anh em nhé. Siêu đẹp. Đấy, anh em nhìn. Bây giờ mình sẽ thông kẹo cho anh em xem ngắm. Đấy, cắn nhỉ, em nhìn xem cắn này cực đẹp luôn. Đấy, thì loại này thì anh em nhìn thì cắn biết ngay là không phải là hàng đảo, phải không ạ? Tại vì hàng này vẫn là hàng mới, em thanh lý luôn cho anh em để anh em chơi. Đấy, thanh lý cho anh em chơi. Còn nếu mà anh em có nhu cầu mua kẹo thì cứ liên hệ trực tiếp với em. Thì đây là kẹo, kẹo thì hàng có hàng đồng máy và hàng chỉ nhập và hàng cao cấp. Thì đây là hàng đầu máy, hàng này hàng rẻ nhất bên nhà em. Bây giờ hiện tại em đang bán là 380.000 một ký bao ship. Thì cái hàng rẻ này thì còn chỉ có những size như 5.5, 5.52, 5.54, 6.35 và 6.38 thôi. Những size còn lại thì nó chỉ có hàng trung và hàng đắt. Đấy, hàng trung và hàng cao cấp. Đấy anh em nhìn nhá, chất lượng. Loại này thì bao ngon, bao đẹp luôn cho anh em. Đấy, còn lại, đây là hàng chỉ nhập này. Chỉ nhập này. Chỉ nhập loại này thì bao test luôn cho anh em, cự ly là 90 m đổ lên. Xa tùy thuộc theo cành và cây củi của anh em. Loại này thì cực kỳ ngon, cực kỳ ổn. Đấy, thì tiền nào của đấy. Anh em chơi hàng rẻ thì chất lượng nó sẽ kém, mà chơi hàng đắt thì chất lượng sẽ tốt. Tất cả anh em mua hàng lại trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0829411281 giúp em. Đấy, nhớ với anh em là kẹo không kiểu không xem hàng. Xin chào anh em.